Xin kính chào quý bà con cô bác. Hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến của bà con cô bác một cái nhãn hiệu rất nổi tiếng của Nhật, đó là con Kuta L2601. Vậy đây chúng tôi đang xin giới thiệu, đây là cái lớp trước và đây là cái lớp sau. Chúng tôi thấy gai rất đẹp. Đây là những cái con xe coi như là con xe là nhập nguyên chiếc nguyên mẫu từ Nhật về. Chúng tôi chưa bao giờ sơn lại, cũng chưa bao giờ đụng tới máy móc. Vâng, đây chúng ta thấy cái lốp số còn nguyên lốp này, BTO. Rồi tất cả các chỉ số còn nguyên. Và đây là cái hệ thống đồng hồ đây, 2290. Vâng, đây là hoàn toàn bằng cái màu sơn, cũng như là đây là cái ống bô. Không tối đây, chúng ta thấy không tối. Rất là đẹp. Chúng tôi sẽ đi qua một vòng cho quý bà con xem cái con xe này nhé. Đây, vậy bà con xem ở bên trong, chúng tôi sẽ dỡ ra bà con xem bên trong nhé. Về chúng tôi nhìn đây là con Kuta 26L2601 có 26 mã lực, loại 1 cầu. Động cơ 3 máy, đây chúng ta thấy là 1, 2, 3, 3 máy. Đây là tất cả các thông số đều có đặt trên xe. Cái này chúng tôi bán với giá là 73 triệu. Bây giờ chúng tôi sẽ úp lại, chúng tôi sẽ chạy cho bà con xem nhé. Đây là hoàn toàn nguyên mẫu là của Nhật về, chúng tôi để như vậy để bà con thấy là tất cả các nhãn hiệu chúng tôi đều có chưa chạm tới và còn nguyên từ Nhật về. Khi nào mà bà con có nhu cầu mua hay là muốn xem, chúng tôi sẽ làm lại con xe này một cách đẹp hơn. Chúng tôi sẽ dùng cái bình mới, lớp mới, tất cả mọi thứ. Nhưng mà quan trọng, cái điều quan trọng là chúng ta là cái máy móc hoàn toàn là của Nhật nhập về. Rồi chúng ta thấy cái cầu sau đây. Ốc, mắt, như là tất cả chúng ta thấy cái đùi. Bây giờ chúng tôi sẽ cho bà con thấy cái lốp máy nhé. Chậm xe đây. Hoàn toàn là không có khói luôn. Máy chạy rất là yên. Đây là xe này, động cơ này có 3 máy. Chúng tôi bán với giá là 73 triệu. Chúng tôi kênh YouTube là Hiếu Đoàn Thành, số điện thoại chúng tôi đã ghi trên video, bà con vui lòng liên hệ nhé. Xe này rất phù hợp cho việc cày vừa kéo sới. Ở chỗ chúng tôi bán là hoàn toàn được với một cái giá chuẩn nhất, một cái giá hợp lý nhất dành cho quý bà con. Chúng tôi bảo hành từ 3 đến 6 tháng từ lúc mà bán máy. Vâng, trân trọng kính chào quý bà con và hẹn quý bà con gặp lại vào một clip gần nhất nhé.